Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay ngày mới, linh chúc ông bà cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú một cái món rất là đơn giản nhưng mà con của Ngọc với Linh rất là thích. Mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi với hai chị em nha, ông bà cô chú anh chị. Hello Ngọc. Hello bà cô bác anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV nha. Hôm nay Ngọc làm cái món nha. Này giống như là nó kêu là đâm lình đó chị Linh, giống như là trong là nhân thịt rồi mình luộc xong mình chiên lên ăn á. Đúng rồi. Nhưng mà thằng con trai Ngọc nó rất là thích thì nó vẫn còn là cái syringe vest nó ở nhà đó chị Linh. Xong rồi sáng rồi Ngọc bây giờ giống như là mình làm sẵn mình chia sẻ luôn cho gia đình rồi ăn nè. Giống như là nè chị Linh, cái hiệu này nè, hiệu nào cũng được, trong tiệm Á Đông nào cũng có hết trơn nha ông bà cô bác anh chị đó. Mình thích hiệu nào mình mua hiệu nấy, mà cái loại này mà mình phải mua cái loại mà nó để đâm lình mới được nha, chứ còn nếu mà mình mua cái vỏ mà nó để là giống như là giống như cái loại mà để làm mà hoành thánh là không được nha ông bà cô bác anh chị ha. Bây giờ đây Ngọc lấy cái bao tay đây, mình chia sẻ từ từ đây. Nó mấy đứa bé nó thích nhờ, mấy đứa bé lớn cũng thích. Cái này là 2 pound thịt. Ngọc mua nè, là thịt đây giống như là thịt, nó kêu là thịt regular đó, là giống như là nửa nạc, nửa mỡ ha. Giống như kiểu tại vì vậy cho nó đừng có khô á. Cái này là 2 pound ha. Ngọc mua 2 pound. Còn đây á là cái bắp cải. Ngọc đã ngâm muối rồi, tại sao mà Ngọc không có sắc ra đó là tại vì á, Ngọc để như vậy đó, để cho giống như mình ngâm muối xong mình để nó ráo á, rồi mình sắc mình bỏ vô thì nó không có nước. Còn nếu mình sắc sẵn thì mình phải cần cái thời gian để cho nó ráo rồi xong rồi mình mới bỏ vô. Thì thôi bây giờ Ngọc đã ngâm muối sẵn nó chơi rồi nha. Còn nếu mà ông bà cô bác anh chị không có thích đó, có thể mua cái loại cải này được đấy. Ngọc chia sẻ luôn, Ngọc quên luôn ra. Ngâm muối khoảng bao lâu nếu mà cái nhiêu cải đó mình ngâm muối khoảng 15-20 phút đó, tại vì cái chứ cải mình rửa mình ngâm muối, tại vì bắp cải thường thường mình phải ngâm muối. Còn mình không thích mình có thể bỏ cải thảo này vô được nữa nè, mình đừng có bỏ này. Nhưng mà Ngọc thì con trai nó thích, giống như con của mình thích loại nào thì mình bỏ loại nấy vậy đó. Cái loại này cũng ngọt lắm nè ông bà có bác anh chị Linh, loại này ngọt lắm nè ha. Rồi hành ha, cái đây là một củ hành á, củ hành trắng Ngọc sát ra. Ngọc có cho cái trứng vô, Ngọc nó cho cái trứng vô ha. Còn đây là đường với chicken powder với muối thôi. Nhưng mà Ngọc đã nói rồi là Ngọc cũng có nêm dầu hào nha. Đó, dầu hào, dầu mè tùy mà thôi. Nếu mình không thích giống như mấy cái này thì mình khổ cái nêm vô. Mình chỉ là đường với muối với chicken powder là đủ rồi ha. Bây giờ tới Ngọc sắc nha. Ngọc sắc. Đó, bữa nay Ngọc đứng gần đây Ngọc sắc. Đó, bữa nay Ngọc được hơi cao cao phải không chị Linh? Ông xã của Ngọc cái đóng giống như là cái ghế hả chị Linh? Cho nó hơi cao cao cho Ngọc. Chị thôi, hồ Ngọc nhỏ này nè. Đây Ngọc đại một bên có trận ghế. Mình đó, cái cải này nhiều hay ít là tùy mình nha. Mình muốn thịt để nhiều thì mình để, mình muốn thịt để ít thì mình để, chứ không có nhất thiết mà phải giống của Ngọc. Nhưng mà thường thường cái loại này là mình phải có cải vô cho nó dạng hột lựu hả? Ừ, nó đỡ ngán á, cho nó đỡ ngán vậy thôi. Mình còn nếu mình muốn ăn thịt nhiều thì mình đừng có bỏ vô nhiều. Nhiều khi Ngọc sắc vậy thôi, nhiều khi bỏ vô vậy Ngọc thấy cái nhiều quá thì Ngọc không bỏ, tại vì mình làm cho gia đình mình ăn mà mình đâu có. Nhưng vậy á chị Linh, một hồi nữa đó chị biết không, nó thơm lắm. Đúng rồi. Tại vì bắp cải thì bình thường bắp cải nó ngọt. Mình nấu là nó đã ngọt, nó đã thơm, nhưng mà cái cải thảo này cũng ngon lắm nè. Nhưng cải thảo này như nó ra nước hơi nhiều cho nên Ngọc không Ngọc bỏ cái này. Nhưng mà con thì bạn thích ăn cái này thì thôi. Ở đây Ngọc làm cho giống như mình cho mấy đứa bé ăn, nó thích cái loại nào là mình chỉ làm cái đó thôi. Tùy theo trong gia đình mình thích loại nào vậy đó. Vậy cho làm vậy thôi, cho nên lần hồi mình có mình ăn này đó, rồi mình làm cái sốt giống như nước tương á. Anh là nó cũng thích mấy cái này lắm. Có lệnh hả? Nè, nhiều lắm à. Hai cái bịch này cũng nhiều lắm à, chứ không hết đâu nha. Để coi Ngọc coi coi.
Nếu mà nhiều là Ngọc sẽ ngưng lại còn mấy cái. Đừng chút xíu là lại không biết. Chắc không nhiều đâu. Thường có cải nhiều. Cải nhiều nó không ngán. Tại vì mấy đứa nít ở đây nó đâu có ăn cải nhiều đâu. Mình giống như mình làm cái món gì mà cho có chút xíu cải vô á. Định cho nó ăn. Con của Ngọc mà kêu ăn miếng cải hơi khó à. Thứ nhất là con trai nó ăn cơm nhưng mà kêu cái canh nó cũng không chịu hút nữa kìa. Nó trên đây đứa kêu ít cứ thế nào cái canh cải ra ừ. Này ép nó ăn thôi. Ép thôi đó. Vậy đó, thế là bỏ hết vô. Đây, bỏ vô đây. Rồi mình dẹp cái này qua một bên đây ha, cho nó trống. Nhưng mà chưa được. Quên dùng này nữa chứ chưa lên. Còn cái hành nữa chứ. Rồi hành cho thơm nhé. Hành cho nó thơm. Hôm nay trời đẹp chưa Linh? Trời đẹp rồi nè. Mình cắt nhỏ hay lớn về mình nhưng mà hồi vô bóp ở đây nè, bóp vô trong đây á là nó giống như nó cũng miết lại cho nên sao mà nó trộn lại với nhau á, nó cũng nhờ ở trên. Đây bây giờ Ngọc cho một cái trứng vô đây trước nha. Lấy hết trong trắng trong đỏ đó, lấy hết luôn. Mình cái này rồi nó như mình bỏ vô cho nó ngon á. Rồi bây giờ cái củ hành của Ngọc hồi nãy là để Ngọc bỏ vô một củ hành mới lớn này, Ngọc sắc hột lộ này, bỏ vô nửa thử rồi tại Ngọc sợ nó nhiều quá đó. Thì nhưng mà mấy cái đó cũng ăn thua, mình thích bỏ mình nhiều thích, mình bỏ thích thì mình thích nhiều hay ít là tùy mình chứ cái này nhưng là mà nó có một tí củ hành thì nó ngọt ngọt phải có ha, phải có cái này á là mình giống như một muỗng ăn canh này nha, one table spoon là một muỗng ăn canh đó ha. Ngọc bỏ đường vô tại vì cái này một hồi đó cái đó muối đó để coi coi đúng rồi trời ơi, thấy qua nói chuyện thôi không nhìn thấy chưa, đai sugar ở nằm đây. Bỏ vô là tiêu luôn. Đây này ha, Ngọc bỏ vô. Chắc hơi ít. Thôi Ngọc cho một muỗng rưỡi đây nha. Đây là thêm nửa muỗng nữa nè. À, muỗng rưỡi đường nha. Trời, cảm ơn chị Linh. Không nhắc là tiêu rồi. Có để chữ mà nhìn vậy đó. Lo gì là nhìn gì nói chuyện không? Già chuyện quá. Hả? Ngọc cho một chút xíu muối tại hồ Ngọc có bỏ vào hào nha. Nè, cho một chút xíu muối thôi. Mà nêm nếm cái này cũng thua, ăn thua mình đó. Ha. Rồi Ngọc cho cái chicken powder vô ha chị Linh ha. Tại mấy cái này nó đã có hết trơn rồi. Nhà Ngọc lúc nào cũng phải vậy chứ. Giờ mè à. Ừ. Nhưng mà cái đó thơm mà. Ừ, nhưng mà bây giờ đó giống như ông bà cô bác chị Linh nghĩ đi. Bây giờ làm này Ngọc ăn đâu có nhiều đâu. Mà ông xã Ngọc ăn nghỉ với mấy đứa con mà giống như ổng thích mấy cái này mình không bỏ vô, ổng đâu giống như ổng ăn, ổng cũng ăn nhưng mà không có đủ gia vị người ta không có thích đó chị Linh. Nên thôi mình làm theo kiểu gia đình mình. Còn nếu gia đình mình không có thích cái này một muỗng ăn canh luôn nha, Ngọc bỏ một muỗng ăn canh luôn nha. Ha. Còn nếu mình muốn biết á, nếu mình kỹ cái đó mình muốn biết cho nó vừa ăn hay không thì mình giờ mình làm thử một cái mình gói rồi mình trộn nước sôi hay gì mình ăn thử trước á. Coi nó có vừa cái miệng mình ăn không. Nhưng mà Ngọc thì chỉ niêm vậy thôi à. Tại vì một hồi đó là mình còn chấm với giống như mình còn chấm với nước tương rồi đó. Thì cho nên Ngọc không có cần phải nhất thiết. Tại vì cái này ăn giống như cái dạng ăn cho nó giống như ăn chơi, chơi thôi. Ừ, đúng rồi đó chứ. Cho nên mình cũng không có cần niêm đậm đà mặn mà làm gì đó, ha. Giờ Ngọc bỏ đây để Ngọc để đây con hồi có cần nữa không. Mình cần nó thì mình có. Giờ mình cho miếng tiêu nha. Tiêu vô. Cái này chỉ vậy thôi chứ không có cho mấy cái tỏi mà cái tỏi khô rồi đó. Ông bà cô bác anh chị lên được không? Mình không có cho mấy cái tỏi khô rồi vô. Tại vì cái này bao nhiêu gia vị là được lắm rồi. Nhưng tùy theo cái loại mà để mình bỏ đúng vô thôi chứ đâu phải cái nào cũng phải bỏ vô đâu. Nhưng mà cái cải này á cũng ngọt lắm. Nhưng mà mình cái cải này ngọt nhưng mà nó có hơi cái mùi nhiều hơn cải này. Đúng rồi. Mình trộn đều lên. Mình phải trộn đều lên. Cái này hai phao thịt á, Ngọc mua đó. Mình không có thích loại mà có mỡ đó. Mình cũng có thể mua cái loại mà giống như kiểu là thịt không đó. Cũng được nữa. Thịt bằm mà thịt không á.
dừa nè, thấy không chị Linh? Đúng rồi. Để Ngọc coi. Con của Ngọc củ hành đồ đó thì nó ăn, mấy củ hành đồ nó không sao chứ ăn chổi. Tại vì nít ở đây thường thường nó hay có ăn cái củ hành mà lăn bột chiên lên, nó kêu onion ring đó chị Linh. Cho nên nó ăn được chứ nè. Thôi chắc Ngọc bỏ hết củ hành đó vô luôn, là một củ luôn á chị Linh. Cái này nó ngọt thôi, không có gì chơi chổi á. Cái nào á ảnh ăn được nhiều á thì mình bỏ vô, hay không? Còn cái nào mà người ta ăn ít thì mình phải để bớt kìa. Tại Ngọc thì đâu có ăn nhiều đâu. Làm cho chồng cho con ăn mà giống như mình mà mấy cái này mà mình làm cho con mình ăn rồi chồng mình ăn mà mấy mình không có bỏ nhiều gia vị vô đúng rồi thì người ta không ăn là không được, nó bị ế. Muốn cái người ăn là bị ế. Thơm rồi đó. Cái này mình bóp rồi cho nó đều gia vị. Nó bóp đều gia vị là gói liền được rồi, không có sao chứ. Cái này gói còn dễ nữa. Rồi xong cái Ngọc vô một luộc lên. Mình muốn hấp mình hấp, nhưng mà Ngọc trộn nước sôi á. Cái Ngọc đem ra Ngọc chiên vàng lên. Rồi anh ăn anh thích lắm. Mấy lần á Ngọc ở nhà vậy đó, khi trưa giờ lên á chị Linh. Xong cái Ngọc chiên xong Ngọc đem ra cổng trường, mấy đứa bạn thích quá trời luôn. Ngọc đem ra cổng trường Ngọc cho anh ăn cho nó giống như nhà gần gần, thấy giống như nhầm khi lâu lâu thấy tội nghiệp ăn bánh mì hoài vậy đó. Thơm lắm chị Linh. Đây cái thịt này đó, mình cho lên nè, lên nhìn nè, vậy là dừa luôn nè, giống như là dừa bắp cải rồi nè, thấy không đó. Vậy đó. Bây giờ mình chiên lên, mình giống như là bây giờ đó mình muốn để thấm thì mình để 15-20 phút ha. Còn mình gấp thì mình có thể trực tiếp liền luôn, nhưng mà thường thường đồ á là mình phải chờ. Bây giờ Ngọc thôi, thôi Ngọc chờ đi 20 phút đi chị Linh. Dọn dẹp cho rồi xong Ngọc dọn dẹp cái Ngọc đi gỡ cái miếng nè, cái miếng bột này nè, cái vỏ của Đâm Linh nè, cái vỏ gói này ha. Rồi sau rồi Ngọc mới trở lại, Ngọc giống như mình dọn dẹp sạch sẽ đi rồi mình trở lại. Ok. Hello bà cô bác anh chị nha. Ngọc đã để nãy giờ đó là 20 phút rồi nha. Bây giờ đó là Ngọc sẽ gói bánh. Giờ nó cái cải nãy của mình đó nó dịu xuống rồi, tại mình ướp á, thường thường cải nó sồn sàm là lúc mình mới ướp thôi. Mình để hồi là nó dịu xuống rồi. Hai phao thịt cải rồi thấy dừa hay chị Linh ha. Đúng rồi. Đó, vậy đó. Dễ lắm cái này xô dễ. Còn cái bánh cái vỏ này nè thì mình thường thường á mình hơi kéo gần về cho nó hơi bự ra, tại nó còn nhỏ trong đây, giống như nó cái size nó hơi nhỏ đó. Thì bây giờ tùy mình muốn bỏ ruột nhiều hay ít là tùy mình thôi nha. Còn Ngọc thì thường thường á thì vậy nè, nếu mà mình thấy nó khô đó thì mình hay thấm chút xíu nước cho nó dính lại ha, cho cái miệng nó dính lại, cho nó dính lại, đừng vậy đó. Rồi bây giờ mình muốn xếp làm sao thì mình xếp thôi nè. Đó vậy nè, đó mình bấm là vậy nè. Xíu không giống như mình thấm đi hả? Hả? Vậy đó. Sau hồi nữa mình đem vô mình luộc. Nhưng mà cái vỏ này nó sẽ dày hơn cái vỏ mình thấm, cho nên mình chiên đó nó ăn nó không có giống như nó không có bị bể. Khi mình luộc nó không bị bể. Còn vỏ mình thấm nè, cái vỏ mình thấm thì nó hơi mỏng hơn cái thằng này hả? Ngọc che giống như mình thấm chút xíu nước vậy đó. Mình để là đây, tại bột mà nó gặp nước là nó sẽ dính lại với nhau che. Rồi mình về làm như cái cánh quạt vậy đó, tại mình thấm. Nhưng mà cái loại bánh này là mình phải như vậy, đừng hồi mình chiên hai bề là nó sẽ giống như nó sẽ như, vàng hết hai bề, nó giòn đó. Thì quan trọng là nó không có bể. Nè thấy không, nó khi mà hồi nãy đó mình chưa có kéo nó ra là nó cái size nó nhỏ nè, mình kéo nó ra nó bự hơn chút xíu nè. Bỏ vô cái size kia. Này đó, thấy không? Đó. Bây giờ mình bỏ vô cái size kia nè, nó bự hơn nè. Mình phải kéo cho nó ra. Chứ còn tùy thôi, mình không muốn được, nhưng mà giống như mình dày thì nó dễ hơn cho mình. Rồi nữa mình chiên á, có cái ghìa đó, chị Linh hiểu không? Mình có cái ghìa đó là nó giòn, nó ngon hơn nữa vậy đó. Dễ lắm. Dễ mà gọn nữa.
Vậy chứ ngoài chợ nó bán mắc lắm à? Bán trong đông đá, trong cái đúng rồi, nhưng mà cái thịt này chị Lên muốn Ngọc để vậy hay gì? Nó niêm niếm chắc cũng không có bằng của mình đâu, tại nhưng mà có lần nó có mua mấy lần về chiên ăn, nó nhiều khi nó bị bể, nó bể chơi. Nhưng mà Ngọc mua hoài cho con Ngọc ăn đó, là nhưng mà ảnh không có thích, là tại vì trong đó nó rau nhiều hơn thịt. Dĩ nhiên người ta bán mà mình kêu người ta để thịt không sao được. Như có cái mùi hình như là hẹ. Nó có hẹ rồi nó bỏ cái bằng cái lít á chị Linh. Cái cọng lít nó giống như là cọng mà giống như là cái hành của mình, mà cái loại cái cây bự đó, không biết cái đó nè. Nhưng mà Ngọc nói vậy thôi, biết vậy thôi, chứ đó giờ Ngọc cũng chưa ăn cái cọng hành, cọng lít đó nữa chứ. Con Linh nó mua về đủ loại hết, chiên ăn nhưng mà giống như thỉnh thoảng bị bể. Tại vì người ta nhập qua người ta bỏ cái đó, hình như bên Mỹ á. Đông đá mà trong đá thảy tới thảy lui xong bể rồi. Hết à. Trong Thiền Thi bán nhiều lắm. Đúng rồi. Mà thằng con trai của Ngọc thì thích ăn, tại vì ăn rồi sống thì giống như kiểu có mấy lần Ngọc mua về chiên bị bể. Vậy sao mà thôi, Ngọc làm về cho ăn cho rồi. Đây có bán cái vỏ này thì mình làm thôi, mình vô mấy cái tiệm Á Đông đó. Thiếu gì, bán cái này nhiều lắm. Đúng rồi. Rồi xong đó, vậy đó rồi Ngọc đó. Vậy có khi Ngọc bỏ đông đá lại cho lên. Nhưng mà Ngọc bỏ đông đá lại cho lên mà Ngọc luộc, Ngọc chiên vẫn không bể nha. Tại vì mình mua cái này, cái vỏ của mình mua này rồi xong rồi mình làm á. Nó cái vỏ này là Ngọc mua cái loại này nghe chị Linh. Chị Linh coi kỹ nha, Ngọc mua cái loại này là cái loại dày nghe, nó để thiết nghe chị Linh. Nó có loại vỏ dày, vỏ mỏng nghe, nhưng mà Ngọc mua cái loại vỏ dày tùy mình thôi nha. Tại vì con của Ngọc nó thích ăn cái da hơi giòn thì mình mua cái đó, nó để thiết cái chị Linh thấy không? Thấy quá trời gần cận kề. Đó nó có tới mấy loại lận nghe, chứ không phải là một loại, nhưng mà tùy mình thích loại nào. Nhưng mà Ngọc có thì thường thường á, Ngọc hay mua cái loại đó. Vậy đó. Giá không chừng 2 hộp của Ngọc nó còn dư thịt lắm à, 2 pound nó còn dư à. Qua Ngọc mua sao mà mua. Đây, rất là cận kề. Rất là cận kề. Rất là kỹ lưỡng luôn nha, ông bà cô bác anh chị. Nói Linh quay sơ. Tội nghiệp chị Linh đứng quay suốt à. Nhưng mà giống như kiểu đó. Mình nè. Thì giờ làm thêm hai cái nữa đi, rồi mình làm xong rồi mình trở lại mình chia sẻ rồi coi là mình nói được hai pha bao nhiêu. Thì đó, thì Ngọc muốn cho giống như chị Linh quay gì là thấy nè, đó vậy nè, đó mình mà phải có chút xíu nước vô vậy là nó dính nè, nó không có nè, thì tùy mình thôi. Cái này ăn thua mình khéo hay không khéo thôi, nhưng mà Ngọc thì không có khéo tay. Ngọc quan chỉ tới đây thôi, mình đừng có để cho nó há miệng ra, nước nó vô là nó sẽ không mình, có ngon. Mình bấm như vậy nè, đó là nó không có bao giờ đó nè, thấy không nè, đó. Tại vì cái này là dễ mà mình con mình ăn cũng dễ nữa. Nít đứa nào cũng thích cái này chơi. Bây giờ đó Ngọc sẽ cuốn hết cái hai đi. Làm cái nữa hai cho lên hả? Ok. Ngọc sao cũng được, Ngọc dễ lắm, sao cũng được chứ. Đó, chế nước. Chế nước sơ một cái. Mình là về nội trợ, sao không được. Ai, sao mình cũng chịu chơi, nó giống như con Ngọc thích ăn gì Ngọc chịu nấy, tại mình ở trong bếp mà. Hả? Rồi, ok. Được chưa? Giờ vậy Ngọc giờ sẽ trở lại khi Ngọc xong nha. Xong hai cái vỏ bánh thánh, đây hai cái vỏ của cái đâm lệnh này nè, cái bánh xếp này của Ngọc này ha. Đó. Bà, cô bác, anh chị ơi, bây giờ đó là Ngọc đã sắp sửa hoàn thành hai cái vỏ của bánh cái bánh đâm lình nha, là cái loại bánh xếp đó có nhân thịt đó, nhưng mà nó còn dư nha ông bà các anh chị. Nếu mà làm mà cái số lượng giống Ngọc đó, Ngọc nghĩ là chắc phải mua hai bịch này, hoặc là nó có bán một cái hai bên vậy lên, rồi nó có bán một cái phần nữa nữa là mua ba, giống như ba cái đồ gói như vậy đó, hoặc là mua hai bịch của Ngọc với cô Ngọc thiếu rồi hồi nữa. Nhưng chắc chiều Ngọc nhờ ông xã đi mua thêm cho Ngọc, quá qua Thiền Thi mua thêm cho Ngọc nè, nó còn dư nè. Đúng rồi, còn dư rồi mình cất lại trong tủ lạnh đó, xong rồi để mình chừng nào mình có vỏ thêm nữa thì mình gói thôi đó. Gói được nhiêu cũng nhiều chứ chị Linh ha. Đúng rồi. Để ngồi tại vì xế xế đó, nhà ảnh mua thêm cho mình, dành mình gói thêm thôi, mình cắt tại mình ốp gia vị vậy đó, mình để trong tủ thì nó ngon thôi.
nhưng mà mình để từ đây tới chiều thôi nha, chị đừng có để giống như 2-3 ngày nha, là nó sẽ giống như nó không ngon đâu á. Còn nếu mà mình không có mà chợ xa đồ á thì ông bà cô bác anh chị mình bỏ vô trong đông đá lại nha. Tại thường thường mình không có để, Ngọc để chắc tới chiều ảnh đi làm về là ảnh mua cho Ngọc là Ngọc gói luôn á, Ngọc cất á, Ngọc cất trong đông đá. Tại thường mấy cái này cất xong rồi chừng nào ăn thì mình đem ra cái mình còn nguyên đông đá gì đó, cái mình luộc luôn. Mình luộc khi nó nổi lên là nó chín nè, rồi xong mình chiên, còn chiên lại nữa mà, mình còn chiên lại. Sự thật trong đây nó đâu có nhiêu thịt đâu, rau cải nhiều nè, nó đâu có nhiêu thịt đâu. Đúng rồi, rau cải nhiều lắm, không có thịt nhiều. Đó, mình dư rồi chị Linh ơi, dư cũng nhiều á. Để đi, đó cũng nhiều chứ chị Linh, đây. Đó, nè, dư được nhiêu nè, cái bộ à. Một cái nữa là ok. Thêm Ngọc nghĩ nó có bán rời đó, giống như bán cái đôi rồi đó, nó bán chiếc nữa, mình mua ba. Nếu mình mua bán mình mua một cái đôi với một cái chiếc nữa là vừa đó. Đúng, thấy không? Vậy là vừa rồi. Bây giờ như vậy nè chị Linh, Ngọc sẽ đi ra ngoài sau, Ngọc bắt nước lên đựng mình trụng mình luộc xong rồi mình mới chiên. Trong cái lúc mình chờ nước đó thì Ngọc lên Ngọc pha một miếng nước tương hết chị Linh, để hồi mình có mình thử ha. Ok, bây giờ giống như kiểu tạm thời là tới đây thôi, Ngọc phải đi cất cái này vô tủ lạnh liền nè chị Linh. Rồi xong rồi mà rồi tiếp tục. Bà có bác anh chị nha, bây giờ đó là đang trong cái lúc mà chờ cái nước ở ngoài xa cho nó sôi đó, đựng Ngọc trụng á. Cái bánh của Ngọc đó thì bây giờ đó là Ngọc sẽ pha một chút xíu nước tương nha. Em pha chút xíu nước tương nha chị Linh. Pha chút xíu nước tương mình nè. Thì cái nước để chấm á, cái nước mà để hồi chấm nè, mình không có thích á thì mình chấm nước tương không vậy là cũng được rồi. Nhưng mà thường thường á giống như mình pha cho nó có cái hậu, cái này đường nha. Ha. Đường nè. Thì Ngọc cho giống như là một muỗng ăn canh, một tablespoon đó nha. Nè, mình cho muỗng ăn canh vô đi. Xong rồi á, nước tương nó tùy loại, nhà mình có loại nào thì mình pha loại đấy. Còn giấm mình muốn giấm đen cũng được, mà giấm này giấm đỏ cũng được, mình muốn loại giấm nào hay có giấm chua là được rồi ha. Hay giấm thường cũng được nữa, tùy mình thôi. Đó. Cái này là gia vị là do mình, còn mình không mình ăn vậy cũng được, còn nước tương nào cũng được cho hết. Đây Ngọc bỏ vô. Rồi mình nêm theo cái khẩu vị của mình cho giống như đây một cái muỗng nước tương, tại nước tương này mặn. Chờ thêm chút xíu nước, cho miếng nước vô cho nó loãng ra, cho nó đừng cái đặc quá đó vậy lắm. Rồi sau bây giờ mình bỏ giấm vô, mình nêm coi nó có dừa hay chưa. Còn nếu nó không dừa, nhưng mà một lát đấy, này là giống như Ngọc pha theo số lượng ít thôi nha, nhưng mà hồi Ngọc sẽ pha nhiều thì biết chi không, mình đem làm sao mình nấu cho nó sôi, nó tan cái đường này ra này chị Linh, rồi nó mới thơm ha. Rồi mình muốn bỏ giống như thêm chút xíu ớt hay gì là tùy mình thôi nha. Cái này Ngọc cho giống như là nửa muỗng giấm thôi nè, nửa muỗng giấm đỏ thôi, nó làm sao nó có dừa chưa. Rồi mình nêm nó dừa, cái này là Ngọc nêm theo cái tỷ lệ rất là ít nè đó. Một đường rồi một nước tương, rồi giống như một nước rồi vậy đó, coi cái nó như thế nào. Rồi mình nêm dừa thì thôi, còn không dừa thì mình cái này tỷ lệ cũng khoảng 4 người ăn thì vậy thôi đó. Nhưng mà tại Ngọc có số lượng cũng đông, nhưng mà hầu nữa Ngọc sẽ làm thêm, chứ bây giờ nếu Ngọc làm một cô về giống như nhà mình có 1-2 người ăn sao mình nêm được, đúng không chị Linh? Đúng rồi, nếu mà đông thì mình cứ cất lên thôi. Mà cái này chị Linh ơi, nó chỉ theo cái giống như cái khẩu vị của gia đình mình thôi hả, không có sao hết. Đó, cái này nè, nó hơi mặn mặn rồi, nhưng mà nó không có cái độ chua nhiều nè ha. Giờ Ngọc cho thêm chút xíu nha, cho nó có cái độ chua nhiều chút xíu. Nhưng mà con của Ngọc mà nó chắc nó có nước tương nó ăn thôi đó. Ngọc cho chút xíu giấm đi, đó. Thấy chưa? Gần hồi Ngọc đi ra làm sao đó, mình nấu lên cho nó tan lên, cho nó sôi lên cái chút xíu vậy đó, rồi mình đem lên trước đó, rồi hồi mình ăn mình bỏ cái ớt xà ra trà hay là cái ớt mà cái tương ớt rồi mình vô mình thích ăn thì mình bỏ vô đấy nè. Đó, về dừa đó. Đó, Ngọc thấy về dừa đó. Đó, cái nước niêm thì nó chỉ có vậy thôi ha. Rồi bây giờ đó là Ngọc phải đi ra ngoài sao đó đó. Ngọc giống như kiểu là Ngọc
nước sôi rồi Ngọc trộn rồi Ngọc phải chiên ha. Hồi nãy là tỷ lệ như nhiêu nè, một đường phải không chị Linh? Một muỗng. Một muỗng ăn canh đường rồi một muỗng ăn canh nước ha, rồi một muỗng nước tương, mà hình như là tới giống như hồi nãy Ngọc để hình như có hơi nửa muỗng giấm, nhưng mà hình như là cũng một muỗng vuông giấm đi ha chị Linh ha. Ừ. Rồi mình nêm theo cái tỷ lệ giống như, nhưng mà Ngọc thấy vậy là vừa đó, theo như nhà hai ba người ăn là cỡ này là vừa rồi, nhưng mà Ngọc nhiều như vậy á thì Ngọc phải làm thêm nữa. Nếu mà Ngọc làm theo gia đình Ngọc ăn mà theo cái tỷ lệ nhiều như vậy á thì ông bà cô bác anh chị có hai ba người ăn thì khó lắm ha chị Linh ha. Đây ok. Bây giờ là Ngọc đi ăn sao, Ngọc cũng nấu cái nước tương này lên chút xíu. Giờ Ngọc tương với luộc và cái để họ Ngọc nấu tương lên, Ngọc sẽ tăng lên nữa cho Linh, chứ nhiêu ăn mình ăn không đủ đâu. Ok à, vậy đi. Ngọc đem làm sao? Hello bà cô bác anh chị nha, bây giờ nước sôi này nha. Bây giờ Ngọc bỏ cái bánh này vô Ngọc đó, Ngọc trộn nè. Thật vô. Hồi nó nổi lên hết trơn rồi, nó chín rồi mình vớt nó ra. Để cho nó hơi chút xíu nguội nguội mình bỏ vô mình chiên liền là ngon lắm. Nè. Thấy không? Tại vì Ngọc lấy cái chảo về nè, cho nên hiểu cái chi không cho dễ thấy, Ngọc làm gì cho dễ thấy, chứ cái nồi nó không có thấy, với lại cái chảo hơi cao cho lên thì mình không có thấy được Ngọc làm cái gì. Nhưng mà nhà ông bà cô bác anh chị có cái nồi cái nào nào mà chỉ phải luộc mà cái bình thánh này á, cái âm đình này nó nổi lên là đúng rồi. Đợi tại vì thường thường là Ngọc làm cái gì Ngọc làm rất là kỹ, giống như cho nhìn thấy á. Thay đằng này mình quay thì mình phải như vậy, cho nhiều khi nha, rõ. Nhiều khi anh chị nào nói ồ, nhiều khi không có thấy Ngọc ơi vậy đó. Người xong người Ngọc làm cái gì cho nhìn thấy rõ này đây. Nè, tại vì cái này á mình không có bỏ đông đá đó, mình trần nó qua rất là lẹ, thấy không? Mà cái cách của Ngọc xếp không bao giờ để nè. Ha, đúng chưa? Ha. Nó nổi lên là được rồi, mình đừng có luộc cho nó mềm quá, tại mình còn chiên lại đó nha. Tại vì mình luộc mà nó mềm quá, hồi mình chiên lại là nó sẽ bị gã đó. Đó, nó như vậy là được rồi nè. Rồi tại mình còn chiên cho nó vàng lại nữa là thịt, tại trong đây mình đâu có thịt nhiều. Đó, ha. Hả? Mình để rồi giờ vậy đi chi ông hồi nữa mình bỏ vô trong cái chảo mình chiên nó không có bị dính. Nguội mau nữa. Nó nguội mau nữa. Hả? Vậy thôi. Tại mình còn chiên qua cho nên mình mà cái này mà mình kỹ đó, mà mình luộc cho nó giống chín. Nếu mình ăn mà mình không có sợ dầu mỡ đó thì nên luộc cho chín luôn rồi đem ra là ăn được luôn á chị Linh. Tại vì cái này nhầm khi mình không thích chiên đó. Đúng rồi. Ngọc có nhầm khi Ngọc không thích chiên đó chị Linh, Ngọc cũng vậy đó. Ngọc luộc xong rồi Ngọc ăn luôn à. Còn con của Ngọc với ông xã Ngọc là thích chiên cho vàng đó, mình để vậy nè cho nó rời ra cho nó khô gáo ghé, thấy không? Và Ngọc làm hết một cái tre này nghe chị Linh. Rồi xong rồi vậy đi, rồi xong rồi trở lại. Không, bây giờ nè, Ngọc bỏ vô một vết luôn đi. Cho bà cô bác nhìn thấy cho nó rõ hơn đó. Rồi xong chắc Ngọc làm hết bữa nay luôn nha. Chị Ngọc cho em cho chị Linh về cho bé Linh ăn luôn. Với chị Linh rồi ăn chung luôn ha. Sáng giờ chị Linh cũng chưa ăn gì. Đó. Vậy thôi. Nó lẹ lắm. Con của Ngọc mà mỗi lần nói mẹ con ăn đâm lịnh, chị Ngọc khoái lắm chị Linh. Lý do không lẹ. Nè thấy không? Rất là lẹ. Mình bỏ đông đá cũng vậy nghe chị Linh. Khi mình bỏ đông đá đó, nè, bây giờ nó khô nè chị Linh, là thấy không? Nó khô vậy, hồi mình chiên là dễ lắm. Nó không bao giờ bể ra đâu. Mà hồi Ngọc chiên cho cục Ngọc rửa cái chảo này, Ngọc cũng chiên trong cái chảo này luôn nè, cho dễ thấy. Mà cái chảo này nó cũng không có dính nữa, chống dính đó. Đừng bao giờ bỏ này vô air fry nè, chi em nướng nha. Ngọc có làm gọi chị Linh khô lắm chị Linh. Khô mà nhanh nhất. Khô mà nhanh nhất à. Tại vì bữa đó Ngọc cũng lười á, nói không bỏ vô air fry đi cho con mình ăn, đựng dầu mỡ. Anh ăn bánh kem chị Linh. Nó nói không mẹ, sao mà khô dữ vậy mẹ, là tại vì cái air fry nó đâu có dầu mỡ. Đó nó nổi lên là cái này là ít thịt mình bỏ bên đây luôn, mình xài mình tận dụng cái này luôn. Nó ngon là phải chấp nhận dầu mỡ. Đúng rồi chị Linh. Thật sự mình cũng không có muốn cho con mình ăn dầu mỡ nha chị Linh. Đó là cũng do Ngọc thôi, Ngọc nói thôi để mẹ bỏ vô file đi. Thì ảnh đâu có biết cái gì, thì ảnh nói dạ sao cũng được. Để nó ăn nghe nó mẹ con nói mới đừng giận con nghe, sao mà nó không ngon mẹ ơi. Xong mình ăn mình thấy cũng dở. Hả ha, bây giờ
Bây giờ vậy nha, cho nên bây giờ Ngọc sẽ rửa cái chảo này xong rồi Ngọc bỏ lên, Ngọc chiên cho lên thả quay nữa nha. Ngọc phải đi rửa cái chảo. Hello bà cô bác anh chị nha. Đó, bây giờ Ngọc đã đây. Ngọc đã trộn nước sôi, bây giờ cái này nó nguội rồi nè, cho lên ha. Bây giờ mình để giảm lửa nhỏ xuống nha. Mình phải chiên thì mình phải có nhiều cái không thơm tại vì cái chảo này nó cắn dính vô mà cũng phải có mỡ nha, không có mỡ là không được đâu thì mình chiên cho nó vàng là thôi, mình phải có mỡ, phải có nó mới lớp quá, nó mỡ lên dưới cái chảo, cái này cho nó ướt áng tại vì nó phải nha, tại phải có chứ không có không được đâu rồi sau mình cứ chiên tiếp tục vậy đó, nhà nó phải có chứ không có đó. Nó bột ngoài kia lên nó sẽ dính chứ thì lên đúng không? Ngọc dặn lửa thì mình nhỏ xuống Nó có mỡ ướt át chưa lên. Bây giờ mình bỏ vô mình chiên lại chảo tiếp đi. Ngọc dặn lửa nhỏ trước từ từ mình có tăng lên. Mỡ mình sắp vô cho nó đâu đó nghe nhắn lại. Cái này chiên nó lên là giòn chiên nó giòn ăn nó không có ngán, còn dày ăn thì nó hơi ngán đó, nhưng mà mình đã ẹt thì mình không có cần chiên. Mình sợ dầu mỡ hay là ông bà đồ mình sợ dầu mỡ thì khỏi cần chiên, mình luộc là mình ăn cũng được rồi đó, cũng ngon rồi. Rồi cái gì nó cũng dễ chán, cái gì nó có mỡ là nó ngon, thế cho nên phải có dầu có mỡ là ngon. Vậy thôi, dặn cái lửa lên chút xíu. Hồi nó vàng ngon á. Bây giờ mỡ thì nó sẽ ngon thôi. Nó giòn lên luôn nè. Chở trước cho ba cái hồi còn vàng lại, mà trở lại cho nên cho nó áo qua một cái lớp dầu á. Mình cho nên thấy nó không có bể cái nào cho nó không? Nó không có bể được. Mình làm cái kiểu này nè ha. Cái da chưa chơi nó chưa vàng mà cái da nó đã thấy giòn rồi. Cái này thỉnh thoảng mình đi trong chợ thì nó hay đứng nó chiên trực tiếp cho mình ăn, cái mấy chị quảng cáo đó, mấy chị đó chị Linh nhớ không, để cái quầy đó vậy đó đứng chiên đó mình đi ngang mình ăn, mình thích đó cái mình làm mình mua, người ta giới thiệu cho mình vậy đó. Cho nên trời Ngọc chiên vàng quay hay sao? Hay là chiên vàng đi. Nó vậy thì vậy đó. Rồi bây giờ Ngọc phải chờ cho nó vàng lên. Chiên nó vàng đi rồi xong mình pha. Đó vậy thôi. Ừ nha. Hello bà cô bác anh chị nha. Đây Ngọc nè. Chiên nó giờ mất đó, khoảng 3-4 phút gì chứ lên. Nó thấy ngon không? Vàng không? Vàng ngon quá. Chị Linh thèm chưa? Cái này á nha, bà cô bác anh chị. Tại vì nó cũng hơi văng văng là tại vì giống như trong nó có rau cải nhưng nó không có văng nhiều, mà nó không có giống như Hoành Thánh nha. Hoành Thánh là mình chiên dầu nhiều được nha, còn cái lậu vỏ này là mình phải chiên giống như vậy chứ đừng giống như đừng có giống như cái dòng khi ông bà các bác anh chị nói là chiên giống như vỏ Hoành Thánh thì mình bỏ vô dầu nhiều không đúng nha, cái này không đúng nha. Ngọc chia sẻ là tận tình ngon không, con Ngọc mê lắm, chị lên đem tới cổng trường mấy đứa bạn mê luôn mà đường cũng chết luôn. Tại dòng khi Ngọc thấy tội nghiệp đó, đi học rồi chạy bộ rồi đó, cái Ngọc đem cho cổng trường tại nhà gần trường đó, thằng Ngọc đem vô mấy đứa bạn thích lắm, mấy bạn thích nó cũng tốt lắm. Nó ngon chưa, nó vàng vậy nó giòn lắm, thì nó hơi văng là nó chỉ văng chút xíu thôi đó, tại vì Ngọc chiên giống như cho thấy thì Ngọc mới chiên cái chảo này chứ thường là Ngọc phải để cái chảo cao lên nhà mình cho lên cho đừng có văng ra ngoài, Ngọc bình thổi mới công lao biết á. Nhưng mà nếu vậy thì khó thấy lắm, cũng như anh chị đều khó thấy, ông bà các bác đều khó có thấy lắm. Cũng cực cho Linh tội nghiệp, cho Linh quay thôi. Cho Linh Ngọc nó làm vậy thôi. Thấy ngon không? Nè, nó giòn rồi. Cho Linh nghĩ thì nó giòn, dày chấm nước tương cho ăn thì ngon cỡ nào đó cho Linh ha. Rồi mình dày. Mình nếu như mình tùy mình thôi, mình muốn chiên cho hai bề hay mình muốn chiên vòng vòng cho nó giòn chứ Ngọc. Nếu mà dày là ăn cũng được rồi đó cho Linh. Không có cần mà chiên cho nó vàng đều gì đâu nha. Tại vì mình chiên mình lấy mùi thơm cho đừng ngát thôi mà. Đúng không? Trong mấy cái chỗ điểm sống á, họ cũng chiên đâu có vàng dữ gì đâu cho Linh. Chiên sơ sơ thôi lấy chứ. Nếu mà chiên tỉ biết bao nhiêu họ chiên cho đủ cho Linh. Mà từ mình
Đây ra đó, theo Ngọc thấy cỡ này là vừa lắm rồi nè. Được rồi, Ngọc thấy cỡ này vừa cho nên là ra đây. Ngọc đem ra rồi Ngọc lấy chỗ khác nha. Rồi bây giờ Ngọc sẽ chiên hết cái phần này rồi Ngọc sẽ trở lại đi cho lên ha. Đúng rồi. Đó thì đại khái là chiên bánh là chiên phải là ít dầu chứ không giống hoành thánh mà mình bỏ vô trong trong một chảo dầu mình chiên như chả giò là không đúng nha. Tại lẩu bánh này là lẩu nó kêu là đâm lên mà lẩu bánh xiếc có thịt chan với rau cải trong thì mình chiên về mình ăn đó. Này cho nên thấy ngon quá thì mình biết là mình muốn lấy tại chúng ta từ cái thở nó để cứ sắp về làm nó thì nó cho nè giờ không có cần đổ dầu nữa mình cứ tiếp tục mình chiên nữa thôi mình đâu cần đổ dầu nữa chi. Rồi rồi chị nha, rồi hẹn gặp lại nha. Hello bà cô bác anh chị nha, đây Ngọc đã hoàn thành cái bánh mà đâm lên mà bánh xếp nhân thịt ở trong với rau cải đồ của Ngọc đó xong ha. Đây giống như bây giờ đó Ngọc chỉ múc cái nước tương hồi nãy Ngọc pha đó ra đây chút xíu ha. Mình thích ăn cái giống như thường á mình thích ăn cái xào trà này thì mình bỏ vô một chút, còn mình không thích thì thôi ha. Bây giờ để Ngọc cắt ra thử nha chị Linh. Đây, Ngọc cắt thử ra. Nhưng mà mình chiên hồi nãy nè, ngon không? Ừ dạ. Thấy không? Nó giòn đó chị Linh ha. Đó, nó giòn vậy đó. Đó, nó giòn. Ăn chiên rồi, nó giòn rồi. Chiên nó giòn, nó thơm đó chị Linh. Nè, để Ngọc cắt cái nữa. Đó. Tại mình muốn vàng nữa thì mình cứ tiếp tục mình chiên vàng nữa vậy đó chị Linh. Đó, nè, ha. Thịt nó chín hết trơn rồi chị Linh thấy không? Mà không bao giờ nó bị bể ra chứ nó không có khô đâu chị Linh ha. Rồi bây giờ đây để nghe Ngọc thử nó làm sao nha. Thôi Ngọc mời ông bà cô bác anh chị nghe thử cùng Ngọc nha. Cái này thường thường mình ăn cá bóc tay chị Linh. Cà chơi nó chân chơi đó. Đây nè ha. Bây giờ Ngọc chấm nước sốt này vô coi. Ngon ha. Ở trong chị Linh thấy có giống như nó không có bị khô, chị Linh thấy không? Đây mình bỏ rau cải hơn Ngọc mặn và có mấy anh chị nghe để Ngọc thử nha. Giòn không? Giòn không hả? Chị Linh nghe giòn không? Mình chiên vàng đó, giòn rất là vừa ăn. Vậy là nó giòn không. Cái da hồi nãy nó hơi dày đó chị Linh. Mình kéo nó ra á. Mà bây giờ á là giống như nó giòn mà nó rất là ngon nha. Cái thịt đó thì nè nó ngọt nhưng mà trong đây mình có hồi nãy là hành, nào là hành lá, nào là củ hành, rồi nào là cá bắp cải, và cá bắp cải nó ngọt nha chị Linh. Thì nó rất là ngon. Đó thì hôm nay đó Ngọc chia sẻ với ông bà cô bác anh chị á là cái món bánh nè, tiếng Anh thì nó kêu đâm lên nhưng tiếng Việt mình thì mình dịch lại là giống như thịt ở trong với rau cải mình xếp lại rồi mình chiên mình ăn chị Linh ha. Giờ Ngọc sẽ gửi cái món này cho ông bà cô bác anh chị trong và ngoài nước gần xa hãy đón nhận cái món bánh xếp này của Ngọc nha. Thì Ngọc cũng không biết nói gì hơn, thì hôm nay gia đình Ngọc ăn cái món này bánh, cái này nó bánh mà cũng dán giống như là đồ mặn luôn á. Thì ăn sáng thì Ngọc sẽ chia sẻ với ông bà cô bác anh chị, thì mong ông bà cô bác anh chị đón nhận. Và Ngọc cũng cảm ơn ông bà cô bác anh chị đã ủng hộ cái kênh của Ngọc Linh TV. Nếu thương Ngọc Linh TV thì xin hãy cho Ngọc Linh TV Canada một share, một like, một đăng ký kênh. Ngọc cảm ơn ông bà cô bác anh chị nhiều lắm. Thì Ngọc xin tạm dừng cái video tại nơi đây. Và trước lúc tạm biệt ông bà cô bác anh chị thì Ngọc lúc nào cũng chúc ông bà cô bác anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống và lúc nào cũng vui vẻ. Tạm biệt ông bà cô bác anh chị. Cảm ơn ông bà cô bác anh chị. Xin hẹn gặp lại video kế tiếp. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye.